Xin chào, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay của chúng mình Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây cùng với chị Hiên chưa Thế nhưng mà hiện tại thì chị Hiên đã đang có mặt ở đây cùng với các em rồi đấy ạ Nên nếu như chúng mình đã tham gia cùng với chị Hiên trong buổi học ngày hôm nay Thì hãy gửi lời chào tới chị để chị biết nhá, được không nào Xin chào các em, xin chào các bạn các bạn ơi như đã hứa ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau trong một cái tác phẩm mà có lẽ đây là một trong những tác phẩm mà các bạn khá là lo lắng bởi vì có rất là nhiều bạn thì sợ bởi vì các em không có thực sự hiểu về cái tác phẩm này và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với nhau ngược đường lên tây bắc để tìm hiểu về hình tượng con sông đà một dòng sông đã đi vào trong thiên tùy bút của nhà văn Nguyễn Tuân để cùng với nhau ôn tập lại và thông qua đó thì chúng mình sẽ cùng với nhau ghi nhớ lại những kiến thức về thiên tùy bút Người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân Các em nhé Rồi ạ, à, chị đã thấy là các bạn đã bắt đầu có mặt ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay cùng với chị Hiên rồi đây Xin chào các em Thanh Lam này, trà my này minh hạnh này rồi ạ à, chị đã bắt đầu nhìn thấy những cái bình luận của các bạn rồi à các em ơi các em đã sẵn sàng để chúng mình có thể bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay chưa ạ rồi ạ à, hôm nay và ngày mai nữa thôi là chúng mình sẽ kết thúc chiến dịch dậy sớm rồi ngày mai thì chúng ta sẽ có những cái chia sẻ về ai đã đặt tên cho dòng sông của hoàng phù ngọc tường như vậy là chúng ta đã kết thúc 4 ngày với những cái nội dung chia sẻ về những cái tác phẩm văn xuôi thế nên chị cũng rất là hy vọng là các em cũng đã tiếp nhận được một cái kiến thức gì đấy thông qua những cái buổi mà chúng ta đã nỗ lực để dậy sớm cùng với nhau được không nào không biết là bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng để chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về người lái đò sông đà của nhà văn nguyễn tuân chưa ạ các em ơi các em đã sẵn sàng chưa nào? Ok chưa ạ? À? Ok, <laughs> sẵn sàng ạ, à? rồi. Nào các bạn ơi thế thì có lẽ là bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu luôn cùng với nhau nhá. Nhá. Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn với nhau nhá. Ok không ạ? À? Được không ạ? À? Rồi, nếu như các bạn đã sẵn sàng, vậy thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân chúng mình nhá đây ạ à. để tiết kiệm thời gian và có thể chia sẻ nhiều hơn về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân thì chị Hiên có chuẩn bị trước một số những cái tài liệu ở đây rồi đương nhiên thì đây sẽ không phải là tài liệu để dành tặng cho các bạn <laughs> đây chúng ta sẽ có nhá một vài về thể loại ký chị sẽ nói sau thì ở đây các bạn sẽ thấy là khi mà tìm hiểu về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân bao giờ cũng vậy chúng ta sẽ cần phải đi tìm hiểu về tác giả trước đúng không bao giờ chúng ta sẽ cùng phải đi cũng phải đi tìm hiểu về tác giả trước thì các bạn có thể thấy nếu như nói về nhà văn nguyễn tuân chúng ta sẽ có những cái từ ngữ những cái từ khóa để nói về tác giả này đó là một người nghệ sĩ tài hoa uyên bác ngông nghênh và kiêu bạc là gì ạ là một người nghệ sĩ cả cuộc đời của mình viết về cái đẹp đúng không ạ nhưng mà chỉ khác là trong quá trình sáng tác thì cái đẹp đó được thể hiện khác nhau về cái quá trình sáng tác của nguyễn tuân thì chia ra làm hai giai đoạn quá trình sáng tác của nguyễn tuân thì chia làm hai giai đoạn đầu tiên là giai đoạn trước 1945 Thì lúc bấy giờ Nguyễn Tuân chủ yếu sáng tác Về chủ nghĩa xê dịch Về cái đẹp của quá khứ một thời vang bóng Và bên cạnh đó là những tác phẩm Viết về đời sống trụy lạc Được không ạ? Thế nhưng mà sau đó Thì chúng ta đều biết rằng là Khi mà tiếp nhận ánh sáng của đảng, của cách mạng, hay nói cách khác là sau 1945, thì nhà văn Nguyễn Tuân đã tiếp nhận một cái luồng ánh sáng. Và lúc bấy giờ thì Nguyễn Tuân đã chân thành đem ngòi bút của mình để phục vụ cho chiến đấu. À, và lúc bấy giờ thì Nguyễn Tuân vẫn tiếp tục viết về cái đẹp, vẫn tiếp tục tự gán cho mình một cái chứng mệnh gọi là chủ nghĩa xê dịch. Nhưng những cái đẹp bây giờ lại tìm thấy ở những cái con người lao động bình thường tìm thấy ở thiên nhiên đất nước đó chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nha được không nào thì đây sẽ là về cái quá trình sáng tác của nguyễn tuân ừ, Thật ra thì đối với những cái thông tin cung cấp về tác giả ấy, các bạn đã hoàn toàn có rất là nhiều những cái cơ hội để bản thân các em có thể viết về Nguyễn Tuân và chúng ta dùng những cái ngữ liệu này để mở bài và viết luận điểm một của thân bài hay là sử dụng làm những cái phần dẫn trong phần gì ạ trong phần thân bài hoặc là kết bài đều rất là ok điều quan trọng nhất là cái sự linh hoạt của các bạn thôi ok không ạ điều quan trọng nhất là sự linh hoạt của chúng mình thôi nên là các em sẽ chú ý giúp cho chị nhé và chúng ta có thể thấy rằng Nguyễn Tuân là nhà văn của núi cao, vực sâu, thác dữ của những phong cảnh tuyệt mỹ. Hay nói cách khác, cũng là nhà văn của những cảm xúc phi thường. Được không ạ? À? Là nhà văn của núi cao, vực sâu, thác dữ của những phong cảnh tuyệt mỹ. Và cái thể loại sở trường của người nghệ sĩ này đó chính là Tùy Bút. Ông tự gán cho mình một cái chứng bệnh đó là chủ nghĩa xê dịch và chúng ta cũng thấy trong quá trình cầm bút viết của mình thì Nguyễn Tuân cũng đã có những cái đóng góp đặc biệt trong việc phát triển từ ngữ tiếng Việt được không nào? Thì chúng ta có thể thấy rằng với tất cả những cái yếu tố ở trên, chúng ta có thể gán cho Nguyễn Tuân một cái mệnh đề đó là gì nhỉ các bạn nhỉ? Đó là gì? À, đó chính là Nguyễn Tuân là định nghĩa đầy đủ về người nghệ sĩ được không nào? Nguyễn Tuân là định nghĩa đầy đủ về người nghệ sĩ. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Đây là những thông tin về Nguyễn Tuân nha. Xong, rất ngắn gọn về tác giả thôi để chúng ta chuyển sang thông tin tác phẩm. Đây mới là cái chính mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì khi mà chúng ta nói về người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân ấy, các bạn sẽ nhớ tới trong tác phẩm này Người ta sẽ đề cập cho chúng ta đó là hai hình tượng. Thứ nhất là hình tượng sông Đà và thứ hai là hình tượng ông lái đò sông Đà, được không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng là sẽ có những cái đoạn mà sẽ có sự xuất hiện của cả hai cái hình tượng này. Đó là đoạn nào nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đó chính là trích đoạn cuộc vượt thác ấy à, cuộc vượt thác với ba trùng vi thạch trận ấy thì các em sẽ lưu ý giúp chị một điều là đây nhá đây chính là gì ạ đây chính là cái trích đoạn mà nếu như người ta đưa vào và người ta đưa ra một cái yêu cầu là phân tích hình tượng sông đà hay phân tích hình tượng ông lái đò sông đà hay phân tích trích đoạn hay là cuộc vượt thác thì các em sẽ cần phải làm rõ cả hai hình tượng nha nên là các bạn đọc đề của người lái đò sông đà là các bạn phải đọc cho nó thật là kỹ nhá các em phải đọc cho nó thật là kỹ ạ bởi vì sao bởi vì cũng có thể là người ta sẽ cho những cái trích đoạn và người ta yêu cầu phân tích trích đoạn nhưng trên trích đoạn đó thì chỉ có hình tượng sông đà thôi hoặc chỉ có hình tượng ông lái đò sông đà thôi nhưng cũng có thể là trên trích đoạn thì sẽ có cả hai hình tượng và dựa vào cái câu lệnh được đưa ra thì các em sẽ làm cái phần phân tích này hợp lý nhất có thể. Chúng mình nhá. Ok chưa? Thì đấy sẽ là cái nội dung đầu tiên này. Đây là về tác giả này, các em đều nắm được rồi đúng không? Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với à chúng ta sẽ cùng với nhau đến với đầu tiên đó là hình tượng sông Đà. Hình tượng sông Đà bao giờ cũng thế khi mà phân tích bất cứ một hình tượng nào trong ký thì các bạn cũng sẽ lưu ý giúp chị đó là chúng ta sẽ cần phải có cái sự hiểu biết chung về cái hình tượng này đã đúng không ạ thì các bạn có thể thấy là thông qua những cái trang văn của nhà văn nguyễn tuân và đặc biệt là lời đề từ đã xuất hiện ở trong thiên tùy bút này chúng ta thấy được rằng là con sông đà thì khai sinh ở huyện cảnh đông tỉnh Vân Nam của Trung Quốc Có tên gọi ban đầu là Ly Tiên Khi đi qua một vùng núi ác xin nhập quốc tịch Việt Nam Trường thành mãi đến ngã ba Trung Hà Rồi chan hòa vào dòng sông Hồng Đây sẽ là cái yếu tố đầu tiên về lai lịch nha Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ thấy là Thông qua cái lời đề từ ấy Thì chúng ta sẽ biết một cái đặc điểm riêng biệt của con sông Đà Đó là gì nhỉ? Chúng thủy sai đông tàu Đà Giang Độc Bắc Lưu Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là mọi dòng sông đều chảy theo hướng đông Duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng Bắc Được không ạ? Mọi dòng sông đều chảy theo hướng đông Duy chỉ có sông Đà là chảy theo hướng Bắc Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là Rõ ràng thông qua cái lời đề từ này Chúng ta đã nhận ra được một cái vẻ đẹp độc đáo của con sông Đà đúng không ạ một cái vẻ đẹp độc đáo của con sông đà và cũng giống như nguyễn tuân là một nhà văn vô cùng độc đáo thì ở đây con sông đà cũng mang trong mình cái sự độc đáo như vậy có lẽ cũng bởi vì thế mà chúng ta thấy được rằng à, đây là một cái hình tượng rất là phù hợp với nguyễn tuân ở phía trên chị hiên vừa đề cập với các bạn rồi nguyễn tuân là nhà văn của gì là nhà văn của những cảm xúc phi thường đúng không là nhà văn của núi cao của vực sâu của thác dữ của những phong cảnh tuyệt mỹ mà đúng không ạ và chúng ta có thể thấy được rằng là nếu như mà chúng ta soi chiếu những cái này chúng ta soi chiếu phải không ạ chúng ta soi chiếu với cả hình tượng dòng sông đà thì rõ ràng đây là một cái hình tượng hoàn toàn phù hợp đối với phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân đối với cái việc lựa chọn hình tượng của Nguyễn Tuân thế nên các em ơi nhớ giúp chị nha về cái phần giới thiệu chung về con sông Đà ấy, là nhất định các bạn cần phải nắm bắt được ok nhá xin chào các em Hương Giang này Quỳnh Hương này Diệu Huyền này xin chào các bạn ạ à. các bạn vào đi chị đã bắt đầu giảng phải được mười mấy phút rồi được không nào và các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều là Chính bởi vì điều này mà đây chúng ta lý giải Nó là một cái hình tượng nghệ thuật phù hợp với sáng tác của Nguyễn Tuân Một con người đã tự gán cho mình một chứng bệnh là đam mê xê dịch Một con người mà luôn đi tìm kiếm cái đẹp Và phải là cái đẹp gọi là gì ạ? À? Đi đến tận cùng của cái đẹp Là cái đẹp của những cảm xúc phi thường Là cái đẹp của núi cao, của vực sâu, của thác dữ, của những phong cảnh tuyệt mỹ. Và chúng ta cũng thấy được rằng là gì ạ? Chúng ta có được cái chất vàng nơi thiên nhiên Tây Bắc mà bản thân Nguyễn Tuân đã đi tìm kiếm. Sẽ có hai cái khái niệm nha, ở trong văn bản này. Mà các bạn cũng sẽ khá là thắc mắc. Nếu như con sông Đà, hay nói cách khác là biểu tượng cho thiên nhiên Tây Bắc ấy, thì sẽ có một cái uh, gọi là gì ạ à? tên gọi là chất vàng thì các bạn sẽ thấy là hình tượng người lái đò sông đà lại được gọi là gì ạ à? là chất vàng mười vậy thì tại sao lại như vậy tại sao lại như vậy tại sao lại gọi là gì ạ à? tại sao lại gọi một thứ là chất vàng và tại sao lại gọi con người là chất vàng mười thì một lát nữa cuối giờ chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phần nói về vẻ đẹp của hình tượng sông Đà. thì các bạn sẽ thấy là cái phần này các bạn cũng sẽ tiếp tục dựa vào các cái trích đoạn, nhá. các bạn sẽ dựa vào các cái trích đoạn. không ạ, à, hôm nay chúng mình sẽ không có tài liệu đâu chúng mình ơi. Thế nên là chúng mình cố gắng theo dõi phần bài giảng này nha Bởi vì đây là một cái bài có kiến thức rất là dài Nên là chị Hiên đã chuẩn bị trước về cái phần tài liệu ở đây để thuận tiện cho việc chia sẻ cùng với các bạn Nên là các bạn sẽ theo dõi ở đây nhá Được không nào? Ok không ạ? Thì ở đây này, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị một điều đó là Nói về hình tượng sông đà Thì chúng ta sẽ có hai cái vẻ đẹp Đúng không ạ? Sẽ có hai cái vẻ đẹp. Đây là hai cái vẻ đẹp đối lập. Đó là vẻ đẹp gì ạ? Đó là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo. Được không nào? Hùng vĩ hung bạo. Các bạn nhá. Chúng ta sẽ có cái vẻ đẹp đầu tiên đó là cái vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo. Và thứ hai đó là vẻ đẹp thơ mộng trữ tình. Được không nào? Vẻ đẹp đầu tiên là hùng vĩ hung bạo. Về đẹp thứ hai là thơ mộng chữ tình. Thì các bạn sẽ có thể thấy được rằng là thông qua các cái trích đoạn, lần lượt các trích đoạn ở trong Thiên Tùy bút này, chúng ta sẽ nhận ra là Nguyễn Tuân đã có một cái cuộc hành trình miêu tả rất là chính xác về con sông Đà. Bây giờ các bạn đừng tưởng tượng rằng là tôi phải học một cái sông Đà khô cứng, đừng tưởng tượng như thế, mà các bạn hãy tưởng tượng là Tôi đang trên một con thuyền, ngày hôm nay tôi sẽ đi du lịch. Và trong cái chuyến du lịch của tôi ấy thì tôi tôi sẽ đi qua một cái hành trình, đi qua các cái địa điểm khác nhau ở trên sông Đà. Và mỗi cái địa điểm đó thì lại giúp tôi nhìn thấy một cái vẻ đẹp của con sông này. Các em hãy tưởng tượng như thế thì cái quá trình học sông Đà của các bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều thay vì việc là các em phải nghĩ rất mệt mỏi rằng là trời ơi tôi phải học về sông đà mệt quá kiểu vậy được không ạ thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị là về bản chất nếu như chúng ta nghĩ rằng đó là một chuyến hành trình thì cái chuyến hành trình của chúng ta sẽ đi qua rất là nhiều gì ạ à, rất là nhiều những cái địa điểm khác nhau trên sông đà phải không nào ở đây ví dụ như các bạn có thể thấy đó là gì ạ à, tôi sẽ đi qua gì đây đi qua những cái quãng sông à mà gì ạ mà đá hai bên bờ sông dựng vách thành tức là các em liên tưởng là và đây bấy ví dụ chúng ta sẽ có liên tưởng là đây là cái con sông đà nhé thì có những cái quãng sông mà chúng ta phải thừa nhận rằng là gì ạ à có những cái quãng sông như thế này đây ạ có những cái quãng sông như thế này đây ạ đây ạ có những cái quãng sông mà rất là hẹp được không ạ à? và không những hẹp mà lại còn đá hai bên bờ còn dựng vách thành nữa chẹt lòng sông như một cái yết hầu nữa và chúng ta thấy rằng đối với những cái con sông mà có những cái đoạn mà lòng sông đã hẹp mà đá lại còn chẹt giữa lòng sông nữa thì chúng ta phải thừa nhận rằng đó là những cái quãng sông cực kỳ nguy hiểm và nếu như các bạn có cố gắng trèo lái con thuyền mà mình không có kinh nghiệm thì cũng rất có khả năng là mình sẽ bị kẹt lại ở những cái quãng sông đó. Các bạn định hình ra không ạ? đó thì cái điểm thì, thì cái trên cái chuyến hành trình để tìm hiểu về vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo của con sông Đà thì đầu tiên là chúng ta thấy cái vẻ đẹp hung bạo đó được thể hiện qua vách đá bờ sông, đá hai bên bờ sông được chưa ạ? đấy là cái thứ nhất nhá. Sau đó khi đi qua những cái quãng sông hẹp đó xong thì chúng ta đến với một cái mặt gành mà chúng ta gọi tên cái mặt gành này đó là mặt gành hát lóng đây là một cái mặt gành mà nước xô đá đá xô sóng sóng xô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được đi ngang qua đấy có nghĩa là một cái mặt gành mà các em tưởng tượng là Sức mạnh của đá, của sóng, của gió Cho hết tất cả những cái thứ đó vào Trong một cái máy xay sinh tố và bắt đầu nó trao sôi lên Rất là nguy hiểm Và các bạn tưởng tượng đi nếu như chúng ta Đi qua quãng sông này và không trèo lái cẩn thận Thì rất có thể chúng ta sẽ trở thành một miếng mồi ngon Ở quãng sông này Một cái quãng sông rất là nguy hiểm Đúng không ạ? Sau khi đi qua mặt gành hát lóng xong Thì mình sẽ đến với quãng tà mường vát Thì các bạn đều biết rằng là cái quãng tà mường vát này rất là nổi tiếng Với những cái hút nước chết người Có nghĩa là bản chất là những cái quãng sông này ấy Thì nước sông đà sẽ tạo thành những cái xoáy nước Như giống như kiểu lốc xoáy trên mặt sông rất nguy hiểm Và nếu như không cẩn thận mà đi gần quá Thì con thuyền sẽ bị cái hút nước nó hút xuống và bị đánh cho tan tành ở dưới ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới ạ. Tức là sự nguy hiểm ở cái quãng tà mường vát được thể hiện qua những cái hút nước chết người. Đó, được không ạ? Đi qua quãng tà mường vát thì sẽ gần đến thác nước. Nhưng mà chỉ mới là gần đến thôi nha. Đã nghe thấy cái tiếng gào rú, thét gầm của thác nước rồi và bản thân nhà văn nguyễn tuân đã có những cái sự ví von để cho chúng ta thấy được cái độ nguy hiểm của thác nước trên sông đà và các em ơi trên sông đà thì đâu phải là chỉ có một con thác đâu trên sông đà có rất nhiều những con thác và và trong cái cuộc hành trình đúng không ạ à, từ xuôi ngược lên thượng nguồn trong cái chuyến hành trình này chúng ta thấy được rằng là bản thân mỗi người cầm lái con thuyền đều phải hết sức cẩn thận để có thể vượt qua được những cái con thác đó và những cái lần vượt thác ấy được ví như là vượt qua những cái trùng vi thạch trận cụ thể thì ở đây chúng ta cũng sẽ có gì ạ sự hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua thạch trận trên sông đà thạch trận là gì là sự dàn bày bày binh bố trận của đá trên sông đà với một cái nhiệm vụ cuối cùng chúng nó đề ra là phải ăn chết con thuyền nhá thì đây sẽ là vẻ đẹp hung bạo vậy thì với vẻ đẹp hung bạo này thì sẽ có các đoạn và chúng ta sẽ thấy cái cuộc hành trình của chúng ta là sẽ đi qua đá bờ sông dựng vách thành những quãng sông hẹp này mặt gành hát lóng này quãng tà mường vát với những cái hút nước này thác nước này và trùng vi thạch trận các em hiểu không ạ các bạn hiểu không và bây giờ ấy, khi mà các bạn nhìn vào bất cứ một cái trích đoạn nào trong đề ấy thì các em phải nhận diện được ngay là cái đoạn đó viết về sông Đà, là sông Đà hùng vĩ hung bạo hay là sông Đà thơ mộng chữ tình. Nếu là sông Đà hùng vĩ hung bạo thì là hùng vĩ hung bạo ở cái quãng sông nào? Chúng mình hiểu không ạ? Nào các bạn hiểu không? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có đây đó chính là vẻ đẹp chữ tình vẻ đẹp chữ tình của chúng ta thì sẽ được xét trên các cái góc độ quan sát đó là nhìn từ trên cao này đó là đi từ trong rừng ra và bắt gặp sông đà này và đó là đi trên thuyền để ngắm nhìn gì ạ à? cảnh hai bên bờ sông này đó thì đấy sẽ là vẻ đẹp chữ tình nhá thơ mộng chữ tình nhá các bạn ơi các bạn có nắm được cái sơ đồ này không ạ à? chúng mình ơi chúng mình có nắm được sơ đồ này không ạ à? ok không ạ à? Cái này rất là dễ, các em chỉ cần dựa vào ngữ liệu trong sách giáo khoa thôi. Chúng mình ơi, chúng mình có nắm được không? Để hôm nào, trong khóa học 10 ngày, chị Hiên sẽ chỉ kỹ hơn cho các bạn nhá. Và khi ấy có nhiều thời gian học với nhau hơn, chị cũng sẽ cho các bạn xem một vài cái video clip về sông Đà để các bạn có hình dung chân thực hơn về con sông này. Được không ạ? Ok chưa nào? Thì các bạn ơi, uh, sao lại sương sương? phải nắm được rất là rõ ràng chứ, tại sao lại sương sương? Chị đã nói đến như thế rồi mà vẫn sương sương là không ổn đâu Khánh ơi, nhá. Ngày hôm nào cũng thấy dạy học, nhưng mà dạy học cái gì cũng sương sương, ngày nào cũng nỗ lực dạy học mà cái gì cũng thấy sương sương thì, thì thì thôi, tốt nhất là đi ngủ cho nó đỡ mệt à. <laughs> Mình phải cố gắng nắm chắc. Mình đã bỏ thời gian, đã bỏ công sức, đã mệt mỏi để dậy sớm thì phải cố gắng để hiểu. Nha. Rồi dạ được ạ. À, ok. Khánh Uyên ok được ạ. À, rồi ok ạ. À. Các bạn ơi, nhá. À trong sách chị tặng có ạ. À. <laughs> rồi ok Nhật Hào. Các bạn ơi, chúng ta sẽ chúng ta sẽ có đúng rồi, chính xác trong cái cuốn trong cái cuốn tài liệu của khóa học 10 ngày là có phần này. Các bạn có thể chủ động theo dõi nhá. Được không ạ? À? rồi Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với những cái nội dung được không ạ à? Chúng ta sẽ cùng với nhau đến với cái nội dung đó chính là vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo của con sông Đà ở bên này là tương ứng với các đoạn nội dung chính của các đoạn còn bên này là phân tích cụ thể chúng mình nhá Ok chưa ạ à? sẽ là phân tích cụ thể đấy thì các em sẽ lưu ý giúp cho chị Hôm nay thì chị sẽ có cho các bạn một cái deal về khóa học 10 ngày để các bạn tham khảo nha. Học phí cho khóa học 10 ngày sẽ là 699k cho 12 buổi học. Mỗi buổi học từ 3 cho đến 5 tiếng và duy nhất trong ngày hôm nay dành cho lớp mình, khi đăng ký khóa học này, các bạn sẽ được tặng thêm hoặc là, hoặc là gì ạ, hoặc là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Hoặc là các bạn sẽ lựa chọn cuốn Săn Tám Cộng nhé. Cuốn Săn Tám Cộng này là một cái cuốn sách mà bao gồm có cấu trúc đó là phương pháp về đọc hiểu, nghị luận xã hội, nghị luận văn học và bộ 20 đề được chữa chi tiết ạ. Tức là duy nhất trong ngày hôm nay khi mà các bạn đăng ký khóa học thì các em sẽ nhận cái deal này. Được chưa ạ? À, chị đã nói rồi, đây là một cái cơ hội và là một cái thời điểm rất là tốt để các em có thể đăng ký khóa học. À và đương nhiên rồi, tất lễ dĩ ngẫu là khi đăng ký khóa học này là các em sẽ được tặng cái tài liệu của khóa chạy văn rồi. Nhưng mà duy nhất trong ngày hôm nay thì chúng mình sẽ được tặng thêm hoặc là lựa chọn một trong hai nhá. Lựa chọn một trong hai ạ. Hoặc là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Hoặc là gì ạ? Hoặc là cuốn săn 8 cộng. Là một cái cuốn mà sẽ giúp cho các bạn luyện đề. À, em mượn được quyển săn 8 cộng này. <laughs> ok ạ, à, nhá. Thì đây sẽ là cái điều duy nhất dành cho chúng mình. Những bạn tham gia trong cái buổi học ngày hôm nay cùng với chị. Nên là các bạn có thể cân nhắc nhá. Các em có thể cân nhắc về cái điều này của khóa học 10 ngày. Tức là trong buổi ngày hôm nay mà các em đăng ký thì các em sẽ nhận được hai ấn phẩm ấn phẩm thứ nhất đó là gì ạ ấn phẩm thứ nhất đó là chúng ta sẽ nhận được một cái ấn phẩm của khóa học 10 ngày <laughs> à, ấn phẩm của khóa học 10 ngày được không nào và thứ hai là lựa chọn một trong hai cái cuốn sách này nhé em đăng ký trước rồi có được tặng nữa không ạ Em ơi, em đăng ký trước rồi thì em đã được ưu đãi về học phí rồi Bởi vì là học phí trước đó của em thì chỉ có 599k thôi Học lại qua video Không Thùy Trang ơi, khóa này không có học lại qua video đâu ạ à. Khóa này là 100% là chị sẽ dạy like hoàn toàn Mỗi buổi học từ 3 đến 5 tiếng 100% là dạy like hoàn toàn Thế nên là không có học lại qua video đâu Em nhá, được không ạ? À? Không có học lại qua video đâu ạ. À. Còn những bạn đăng ký trước đó thì các em đã được ưu đãi về học phí rồi mà. Mặc dù là không có được tặng thêm tuyển tập văn mẫu hay săn 8 cộng thì các bạn cũng đã được ưu đãi về học phí rồi. Đấy thế nên là các bạn có thể cân nhắc để chúng mình à, chúng mình có thể đăng ký khóa học này trong ngày hôm nay để vẫn nhận được ưu đãi về học phí và bên cạnh đó là được tặng thêm sách nha. Và nhớ giúp chị là chúng mình sẽ lựa được lựa chọn một trong hai cái cuốn này Các bạn lựa chọn cuốn săn 8 cộng cũng được Mà lựa chọn cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm cũng được Đó, những bạn nào mà muốn đăng ký Thì có thể một là nhắn tin về fanpage Hai là nhắn tin cho chú văn học Hiện tại thì à, sao mình không học mít à Bởi vì bản chất là cái khóa học 10 ngày á Thì rất là đông Chị dự tính là cũng phải vài trăm bạn Thậm chí là có những năm là khoảng một 000 bạn cơ Khánh huyền ạ à. Thế nên thành ra là Chúng ta học qua mít ạ à rất là tốn thời gian vì sao chị bảo tốn thời gian ai cũng muốn nói ai cũng muốn phát biểu thế nên là mà đặc biệt cái thói quen của chị là đã học mít là cái số tức là đã học mít là chị rất hay hỏi mà hỏi như vậy thì nhiều hoặc là nhiều khi các bạn đi thắc mắc nhưng mà cái sự thắc mắc đó không phải là thắc mắc chung của tất cả mọi người thế nên là chúng ta học qua livestream là tốt nhất có băn khoăn thắc mắc thì nhắn tin trực tiếp cho chị luôn nhắn tin cho chị trợ giảng luôn để được giải đáp và phản hồi như vậy là vừa tiết kiệm thời gian học cho các bạn khi mà mình gì ạ à? khi mà mình gọi là gì khi mà mình học ấy mà mình tập trung ấy thì mình sẽ tiếp nhận được rất là nhiều kiến thức còn nói chung là nếu học mít thì chị rất chị hiên rất nhàn vì có nhiều câu hỏi để hỏi các em các em có thể trả lời nhưng mà như chị đã nói rồi các bạn phải bóc lột sức lao động của chị chứ. <laughs> Đúng không? Các em phải bóc lột chị đến tận cùng chứ. Thế nên cách bóc lột chị tốt nhất là các em phải để cho chị dạy qua live để chị liên tục liên tục giảng cho các bạn. Có câu hỏi thì các bạn vẫn sẽ comment bình thường và chị vẫn sẽ giải đáp cho các bạn bình thường. Đó, thế nên là các em có thể cân nhắc để đăng ký khóa học này và hẹn gặp chị Hiên vào đầu tháng 6 nhá. Cụ thể là về cái lịch khai giảng của khóa này á về lịch khai giảng của khóa này thì chúng mình sẽ khai giảng vào ngày mùng 6 tháng 6 và dự kiến là chúng mình sẽ học đến khoảng ngày 18 tháng 6 hoặc là ngày 19 tháng 6. Tức là như lịch thi của các em là các em sẽ thi vào ngày 27 tháng 6 là chúng mình sẽ thi môn ngữ văn là thi môn đầu tiên. Thì có nghĩa là các em sẽ còn khoảng hơn một tuần nữa để các bạn có thể ôn tập lại nhưng mà trước đấy là các em đã được tút lại một lần nữa về tất cả kiến thức ở trong cái khóa học này rồi. Đấy, hôm nay chị để cho chị Hiên có cơ hội được nói kỹ hơn một chút xíu về khóa học này để các em cân nhắc nhá. Và đây cũng sẽ là một cái khóa học mà chị nghĩ rằng các bạn hoàn toàn có thể tút lại toàn bộ kiến thức và chuẩn bị một cái năng lượng, một cái kiến thức tốt nhất để chúng ta bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước ngày đi thi chị lai like, chia sẻ kinh nghiệm đi Đương nhiên rồi, cứ bình tĩnh nha Hào Nhật nhá Cứ bình tĩnh Chị thấy là em đã ẩn nấp Ở trong khóa 10 ngày để đợi chị rồi đúng không hả Nhật <laughs> Dậy qua like có xem lại được không chị Chắc chắn rồi Tất cả những video đều được hệ thống lại Rất rõ ràng Các em hoàn toàn có thể xem lại Trước khi thi các bạn có thể xem lại Được không ạ, xem lại bất cứ lúc nào Tùy theo cái mong muốn của các em Đấy, nên là bạn nào Mà muốn là ôn tập thật là kỹ trước khi thi tốt lại toàn bộ kiến thức nhắn tin luôn cho chú văn học nhá nhắn tin luôn đi cho chú văn học đi được tư vấn đi không thì là đến lúc là vẫn phải đăng ký học phí thì cao mà vẫn cứ đăng ký vẫn phải đăng ký mà không được tặng cái gì cả nhá, trong ngày hôm nay là được tặng được lựa chọn để tặng một trong hai ấn phẩm <laughs> em đang nóng lòng gặp chị trong khóa ok yên tâm đi chúng ta sẽ có một cái khóa học cháy hết mình và chắc chắn là sẽ giúp các em đạt được cái sự kỳ vọng của các bạn nhá hôm nay là chúng mình sẽ được nhận thêm một trong hai phần quà nhớ là một trong hai thôi nha chọn một trong hai thôi nha nhưng mà chị thấy là sẽ có rất nhiều bạn lựa chọn cuốn này <laughs> sẽ có rất nhiều bạn lựa chọn cuốn này ạ à. <laughs> ok ạ à. Thì một lát nữa các bạn có thể chủ động nhắn tin cho chú Văn Học Hoặc là nhắn tin về fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu nhé Được không nào? Rồi, còn bây giờ thì quay trở lại đây cùng với chúng ta Nói về hình tượng con sông đà Mang trong mình vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng Đó là gì ạ? Đó chính là chúng ta sẽ có thứ nhất Vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo được thể hiện qua đá bờ sông dựng vách thành được không ạ ở đây thì chị cũng có một cái file đây hình ảnh đá bờ sông dựng vách thành và đây sẽ là những cái chi tiết mà các em sẽ thấy tái hiện rất là rõ ràng ở đâu ạ chúng ta sẽ thấy tái hiện rất là rõ ràng ở trong văn bản mà chúng ta đã học khi mà tìm hiểu về đá bờ sông dựng vách thành thì chúng ta sẽ thấy là cái sự nguy hiểm hay nói cách khác là sự hung bạo sẽ được thể hiện qua hai khía cạnh thứ nhất đó là gì ạ thứ nhất đó là khi chúng ta nhìn tức là chúng ta quan sát bằng mặt thị giác thì các em sẽ thấy là đá bờ sông dựng vách thành đây là cái cụm từ mà nguyễn tuân đã thể hiện nhé và các bạn có thể thấy được một điều đó chính là gì ạ các bạn có thể thấy được một điều là đá bờ sông dựng vách thành có nghĩa là đá hai bên bờ sông rất là cao. Nhìn trông giống như là những cái tường thành ấy, đúng không ạ? Và nó cao tới mức là mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là khi mà à, buổi trưa, khi mà mặt trời lên thiên đỉnh thì lúc đó mới có le lói một chút ánh sáng mặt trời đúng không ạ? mới lê lói một chút ánh sáng mặt trời và vách đá thành thì chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. Các bạn cũng biết là ở đây thì Nguyễn Tuân đã sử dụng cái biện pháp so sánh liên tưởng. Yết hầu là gì? Yết hầu là một cái bộ phận đúng không ạ? nhô lên ở trong ở gì ở cổ của người đàn ông và chúng ta tưởng tượng là nếu như tôi có một cái dòng sông Đà như thế này đi qua những cái quãng sông rất là nhỏ hẹp như thế này thì chúng ta thấy được rằng là tự nhiên đây này tự nhiên lại có một cái gì ạ đá tự nhiên lại mọc ra ở giữa lòng sông và tự nhiên chúng ta thấy được rằng là bây giờ mà giả dụ mà con thuyền bắt đầu đi vào cái quãng sông này đi đúng không bây giờ các bạn thấy được rằng là sông mà hẹp ấy lòng sông mà hẹp ấy thì đã rất là khó đi rồi mà bây giờ lại còn phải đi qua Lượn lách qua những cái quãng sông mà Đá bờ sông chẹt lòng sông như một cái yết hầu nữa Đúng không ạ? Đá trên sông đà chẹt lòng sông như một cái yết hầu nữa Thì nó rất là nguy hiểm Nếu như mà không trèo lái khéo léo Thì rất có thể là con thuyền này sẽ bị kẹt lại ngay lập tức Đúng không? Thì chúng mình sẽ chú ý nhá Tiếp theo Tác giả đã gì ạ? Rất là chủ động để nói về cái những cái quãng sông mà có cái độ hẹp sông hẹp thì rất là khó đi đúng không và để diễn tả cái độ hẹp đó thì nhà văn nguyễn tuân đã sử dụng những cái dẫn chứng đó là đứng bên này bờ chỉ cần ném nhẹ tay thôi thì hòn đá đã sang bờ bên kia rồi đây là một dẫn chứng cái thứ hai là có những cái quãng con nai con hổ nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Tức là Nguyễn Tuân cũng có nói rằng là quãng sông này rất là hẹp. Nhưng mà để tô đậm cho cái sự hẹp đó thì ông ấy đã sử dụng những cái dẫn chứng, những cái hình ảnh rất là sinh động để chúng ta có thể thấy được gì nhỉ? Để chúng ta có thể thấy được về cái độ hẹp của con sông này. Đó, nó hẹp tới cái mức mà tôi ngồi, tôi đứng ở bên này, mà tôi chỉ cần ném nhẹ tay thì hòn đá đã sang bờ bên kia rồi đúng không và có những cái quãng con nai con hổ nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia rồi ok chưa ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá tiếp theo đó chính là đây là về nhìn nhá cái tiếp theo đó là về cảm giác cảm giác khi đi qua quãng sông này thì cái cảm giác khi đi qua quãng sông này là mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh vì sao mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh? Bởi vì bản chất là các bạn thấy rằng là đá bờ sông cao đến mức như vậy. Cả ngày chỉ có mỗi lúc mặt trời lên thiên đỉnh, mặt trời lên cao nhất chiếu vuông góc với mặt đất thì mới le lói một chút ánh nắng ở cái quãng sông đó thôi. Thế thì bây giờ các bạn tưởng tượng như tôi tôi cảm giác như là tôi đi qua một cái hang động và xung quanh tôi là đá ấy. Mà các em đi, ví dụ các bạn đi Tràng An, các bạn đi uh, Phong Nha Kẻ Bàng Thì các bạn thấy được rằng là chúng ta khi mà đi hang động ấy Thì các em sẽ thường thấy là một cái cảm giác là gì? Rất là mát và thậm chí là lạnh, đúng không? Rất là mát và thậm chí là lạnh Thì ở đây cái cảm giác ấy được tạo ra cũng chính là như thế Mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh, được không ạ? À? Và sau đó thì tác giả đã sử dụng để tô đậm hơn cho cái cảm giác đó bởi vì cũng sẽ có nhiều người đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi Nhưng mà đâu phải ai cũng có cơ hội để được lên sông đà đâu, đúng không? Thế nên chúng ta có thể thấy được rằng là cái cảm giác được tạo ra ở đây Đó là à, mình đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một khung cửa sổ nào Trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện có thể thấy được rằng là ở đây chính là cái cách mà nhà văn đã tô đậm về cảm giác khi đi qua quãng sông hẹp này chúng ta cũng tưởng tượng được rằng là nhà văn nguyễn tuân đã rất là tài tình khi mà nhà văn nguyễn tuân đã rất là tài tình khi mà gì ạ à, khi mà cho chúng ta thấy được một cái điều đem cái cảm giác của gì của trốn hoang sơ gắn vào trong một cái cảm giác của trốn thị thành. Chúng ta sẽ có rất là nhiều bạn ở thành thị, tưởng tượng ra rằng là tôi đang đi giữa một cái ngõ, đúng không? Tôi đứng ở hè, một cái căn nhà, trong một cái ngõ nhỏ hẹp với những cái ngôi nhà cao tầng xây rất là cao. Và tôi đang đứng ở hè của một cái ngõ. Sau đó tôi ngóng vọng lên một cái khung cửa sổ nào đó, trên cái tầng nhà thứ mấy nào đó, nhưng mà lại vì vừa bị tắt phụt đèn điện có nghĩa là các em cảm giác là ánh sáng đang chan hòa đúng không ạ ánh sáng phố thị đang chan hòa đó ánh sáng phố thị đang chan hòa thì tự nhiên chúng ta thấy một điều rằng là tất cả mọi thứ tắt rụp một cái và xung quanh chúng ta bây giờ là gì ạ là bóng tối đang chan hòa ánh sáng tự nhiên tắt phụt đèn điện là bóng tối chúng ta cố gắng chúng ta ngước lên nhìn lên cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng nhưng mà gì ạ nhưng mà không thấy chỉ thấy hai bên của mình là một cái cảm giác cao vời vợi của những cái căn nhà trong một cái ngõ nhỏ hẹp thôi thì cái cảm giác hình dung là như thế đó là cái cảm giác khi đi qua những cái quãng sông mà gì ạ đá bờ sông dựng vách thành của con sông đà chúng mình ơi chúng mình định hình xong về đá bờ sông chưa các em cứ comment thế này là các bạn cũng bớt đi cái sự tập trung rồi đấy ạ <laughs> trong khi chị đang muốn các bạn ở đây cái điều gần nhất là chúng ta cần phải có cái sự tập trung bởi vì các em tập trung là các em sẽ hiểu mà các em tập trung là các bạn sẽ có thể gì ạ các bạn sẽ có thể uh, tiếp nhận được rất là nhiều kiến thức đó nên là các em phải tập trung ạ chúng mình ơi Đá bờ sông dựng vách thành chúng mình đã hiểu chưa? Nào, đá bờ sông dựng vách thành chúng mình đã hiểu chưa ạ? Tiếp theo nha, là mặt gành hát lỏ Như chúng ta thấy là không phải là dài hàng ngàn cây số đâu nhá Chỗ này là chưa chuẩn ạ à, Mà chỉ có là dài hàng cây số thôi Nha, dài hàng cây số Nước sô đá, đá sô sóng, sóng sô gió cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm như lúc nào cũng đòi nợ suýt bất cứ người lái đò sông đà nào tóm được qua đấy thế thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta nhìn vào quãng mặt gành hát ló và đặc biệt là để ý đến cách mà nguyễn tuân đã dùng từ nguyễn tuân đã sắp xếp câu để cho chúng ta một cái ấn tượng như thế nào đây thứ nhất là tác giả đã sử dụng điệp cấu trúc kết hợp với đó là thanh chắc để tạo ra rất là nhiều thanh chắc ạ. Nước, đá, sóng, gió, cuộn, đúng không ạ? Gió, đúng không nào? Rất nhiều những cái thanh chắc ở đây ạ. Điệp, điệp cấu trúc và rất nhiều thanh chắc ở đây để cho chúng ta thấy được điều gì? Để cho chúng ta thấy được một cái sự, một cái nhịp điệu khẩn trương dữ dội, dồn dập như vừa xô, vừa đẩy, vừa hợp sức của nước, của đá, của sóng, của gió và tạo ra cho chúng ta một cái mặt gành dường như đang trào sôi và cuột chảy dữ dằn. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Được không nào? Trào sôi và cuộn chảy dữ dằn đó nhớ nha khi mà các em phân tích ký thì bản chất là chúng ta vẫn phải để ý tới những cái biện pháp nghệ thuật mà người nghệ sĩ đó sử dụng bên cạnh đó còn là những cái từ ngữ mà người nghệ sĩ đó sử dụng để tái hiện lại cái hình ảnh nữa nên là các em sẽ lưu ý giúp cho chị điều này nhé các bạn sẽ lưu ý giúp chị điều này được không nào bên cạnh đấy thì nhà văn nguyễn tuân còn sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa đó là so sánh con sông đà ở cái quãng sông này giống như hình ảnh gì ạ à? giống như hình ảnh của một người mà đòi nợ suýt đòi nợ suýt là đòi nợ như thế nào đó là đòi nợ một cách vô cớ đúng không đòi nợ một cách vô cớ đòi nợ một cách ngang ngược và đó chính là sự ngang ngược của dòng sông đà quãng sông này tôi không quan tâm chỉ cần là con thuyền khi đi qua quãng sông này Thì tôi sẽ tìm mọi cách để ăn chết con thuyền <laughs> Được không nào? Nước xô đá, đá xô sóng, sóng sô gió Một cái câu văn mà đang đi với những cái nhịp rất là ngắn Bắt đầu nhá Cuồn cuộn luồng gió gùn ghè suốt năm Như lúc nào cũng đòi nợ suýt Người lái bất cứ người, đái, người lái đò sông đà nào Tóm được đi ngang qua đấy câu văn đang đi bằng những nhịp ngắn ở những vế trên đúng không bắt đầu duỗi dài ra theo cái lối tăng tiến và cái điều đấy khiến cho chúng ta cảm thấy rằng là gì ạ cái sức mạnh của sóng của gió của đá của nước càng trở nên dữ dội và rõ ràng là bên cạnh đó thì nhà văn nguyễn tuân cũng đã cảnh báo chính chúng ta đòi nợ suýt là đòi nợ một cách vô cớ đấy cái này được thể hiện rất rõ ở trên cái giải giải thích ở trong sách giáo khoa rồi mà quốc khánh chưa đọc sách giáo khoa à? hay sao không hỏi thì không sao hỏi xong là bị quạt liền à bởi vì bản chất là trong sách giáo khoa người ta giải thích rồi mà có mà đòi nợ suýt là đòi nợ một cách vô cớ đấy chắc gì đã xem đúng không ạ chắc gì đã xem đấy ờ ok nhá đây đòi nợ suýt đấy. Đòi người không mắc nợ mình một cách vô lý đây. Đấy không hỏi thì không sao, hỏi xong lộ ra liền. <laughs> hỏi xong chị Hiên biết liền nhá. Biết liền là không đọc kỹ văn bản. Được chưa ạ? Rồi. Và sau đấy thì cũng là một cái sự cảnh báo cho những cái người chèo lái con thuyền khi đi qua quãng sông này là không cẩn thận thì khinh suất sẽ bị lật ngửa thuyền ngay, đúng không ạ? Chúng mình sẽ chú ý nhá, đấy là đoạn mặt gành hát lóng. Tiếp theo là quãng tà mường vát với những cái hút nước chết người. <laughs> Rồi ạ, à, chúng ta sẽ có ở đây là quãng tà mường vát với những cái hút nước chết người. Được chưa nào? Thì ở đây các bạn sẽ có đó chính là gì ạ? À? Đó chính là những cái hút nước này ạ. Qua thông qua cái đoạn này, đây rất là dễ đây ạ. À. Lại như quãng tà mừng vát phía dưới sơn la Trên sông bỗng có những cái hút nước Giống như cái giếng bê tông Giống như cái giếng bê tông thả xuống sông Để chuẩn bị làm móng cầu Nước ở đây thở và kêu như cửa Cái cổng cái bị sặc Trên mặt cái hút nước xoáy tít Cũng đang quay lừ lừ những cánh quạ đàn Không thuyền nào dám men gần cái hút nước ấy Đó được không ạ Cả một cái đoạn nói về quãng à, tà mừng vát ấy. Thì các bạn có thể thấy là Ở cái quãng này á, Thì cái sự nguy hiểm là được tạo thành từ những cái hút nước. Được chưa ạ? Thì các bạn có thể thấy được rằng là nói về những cái hút nước ở quảng tà mường vát thì chúng ta sẽ có các ý. Đầu tiên là về hình thù. Thì nó giống như giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Hình thù đấy ạ. Tiếp theo, về âm thanh. Thì nó thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Được không ạ? và tác giả cũng đã sử dụng thêm những cái từ từ tượng thanh để chúng ta có liên tưởng hơn ở đây đó là gì ạ đó là ặc ặc đúng không ạ tiếng kêu rất là ghê rợn tiếng kêu rất là ghê rợn ặc ặc giống như là đang rót dầu sôi vào và từ đó cũng khiến cho chúng ta liên tưởng tới âm thanh của con thủy quái khổng lồ đang bị bóp cổ được không ạ có thể thấy rằng là nó đã tạo ra một cái cường lực ghê gớm giống như kiểu là một cái cục nam châm ấy và con thuyền bây giờ cũng như một cái cục nam châm ấy nếu như mà không giữ được một cái khoảng cách nhất định thì rất có thể là nó sẽ hút ngay con thuyền xuống và chúng ta có thể thấy được rằng là để hình dung về cái sự nguy hiểm thì Nguyễn Tuân đã viết về số phận của con thuyền nếu như không may rơi vào cái hút nước. Đó là gì? Đó là thuyền sẽ trồng ngay cây chuối ngược, vụt biến và 10 phút sau thì sẽ thấy tan xác ở dưới khuỳnh sông dưới. Được không ạ? À, chúng ta thấy được rằng là hình ảnh cái hút nước này mang cái mùi của chết chóc, lừ lừ những cánh quạ đàn này, đúng không? Và liên tưởng tới cái việc là cái con thuyền mà đi qua cái quãng sông này thì chẳng khác gì là ô tô đi trên miệng vực đó nhưng chúng ta thấy rằng ô tô thì còn có phanh nhưng con thuyền này thì lấy đâu ra phanh phanh bằng cái gì đúng không thế nên chắc chắn sẽ cần phải có một cái sự trèo lái rất là cẩn thận của người lái đó được không ạ và để hình dung rõ hơn về cái độ nguy hiểm thì thông qua góc nhìn điện ảnh nguyễn tuân là thế đấy nguyễn tuân là một người nghệ sĩ mà luôn sử dụng những cái kiến thức liên ngành đa ngành để làm gì ạ để nguyễn tuân có thể thể hiện rõ nhất được để tạo ra cho bạn đọc những cái cảm giác mà ông ấy mong muốn thì ở trong cái chi tiết này chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ à bản thân nhà văn nguyễn tuân đã đưa ra một cái hình dung Đó là bây giờ tôi tưởng tượng Có một nhà quay phim táo tợ nào đó Sẽ ngồi vào cái chiếc thuyền thúng đó Và các em cũng biết là Ngồi thuyền thúng thì một cái thuyền tròn đó, Nó rất là tròng trành, đúng không? Sau đấy bắt đầu là cho cả thuyền Cả người, cả máy quay Xuống tít sâu dưới đáy Đúng không ạ? À? Xuống tít sâu dưới đáy Đó, xuống tít sâu dưới đáy và bắt đầu là lia máy quay lên và lúc bấy giờ là thu được một cái cột nước cao đến vài sải chúng ta có thể thấy được rằng là ta thấy được cái sự dữ dội của cái hút nước sông Đà khi mà thu được một cái cột nước cao đến vài sải và người ta tưởng tượng như là đây ạ à, các bạn có thể thấy ở đây nguyễn tuân có viết rất hay này cái thuyền xoay tít những thước phim màu cũng quay tít cái máy lia ngược cái máy lia ngược à, công tơ rơ, công tơ rơ, dê, lên một cái mặt giếng mà thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve một áng thủy tinh khối đúc dày khối pha lê xanh như sắp vỡ tan ụp cả vào máy cả vào người quay phim và cả người đang xem thế thì các bạn có thể thấy là giống như kiểu là khi mà lia cái máy quay lên á thì hình dung của chúng ta ở thời điểm hiện tại đó là gì nhỉ đây bắt đầu nhá, cái xoáy nước đây nhá. Đó. Thế xong bắt đầu là cho cả cái người, cả thuyền, cả máy quay vào cái xoáy nước này. Bắt đầu đi xuống đây. Đó. Thì bắt đầu là đến đây rồi. Tít đáy rồi thì bắt đầu lia máy quay lên. Đúng không? Thì bắt đầu ở phía trên này nó sẽ là cả một cái cột nước cao đến vai sải. Và cái liên tưởng được tạo ra bây giờ là nó giống như là một cái giếng được xây bằng cái gì đây là giống như một cái giếng à đúng không ạ được gì nước sông xanh ve một áng thủy tinh khối đúc dày đúng không ạ lên một cái mặt giếng mà thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve có nghĩa là bản chất là đầu tiên chúng ta thấy được rằng là nó vẫn là vẻ đẹp đúng không ạ vẻ đẹp của màu nước như khối pha lê đúng không ạ một cái vẻ đẹp riêng biệt giữa lòng cái chết Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy một điều rất là kinh khủng, đó là nếu như tôi tưởng tượng ra chỉ sau một vài cái giây phút được nhìn thấy cái vẻ đẹp đó, đó được nhìn thấy cái vẻ đẹp đó thì các bạn có thể thấy được rằng là gì ạ? Các bạn có thể thấy được rằng là cái chết đã hiện nguyên hình. Có nghĩa là tưởng tượng rằng cả một cái cột nước đó mà đổ xuống, người quay phim, máy quay và cả người đang xem cái thước phim ký sự đó thì nó sẽ kinh khủng như thế nào. Bản chất là ngay cả khi chúng ta bị đổ một xô nước lên đầu chúng ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Chứ chưa nói đến sức mạnh của cả một cái khối nước khổng lồ đúng không ạ? À? Sẽ đổ ập vào chúng ta. Rất là kinh khủng ạ. Thế nên chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Vẻ đẹp riêng biệt giữa lòng cái chết. Được chưa ạ? À? Thì đấy sẽ là liên quan tới quãng tà mường vát nha sau đó chúng ta thấy được con sông này thì còn thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ hung bạo thông qua gì thác nước đó nó chính là cái đoạn này nó chính là cái đoạn này còn xa lắm mới đến cái thác dưới tức là bản chất là chưa đến thác đúng không bản chất là chưa đến thác nhưng mà đã nghe thấy những cái âm thanh ghê rợn của thác rồi nhưng đã nghe thấy tiếng nước réo gần lại mãi mãi lại réo to mãi lên tiếng nước thác nghe như là oán trách gì rồi lại như là van xin rồi lại như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo thế rồi nó giống lên như tiếng của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng che nứa nổ lửa đang phá tuông rừng lửa rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra chảy bùng bùng đấy được không thì đấy chỉ có một cái đoạn như vậy thôi và đoạn này là cái đoạn nói về cái sự nguy hiểm của thác nước nhá. Được chưa ạ? Thì chúng ta có thể thấy được là cái sự nguy hiểm của thác nước được diễn tả rất là cụ thể qua âm thanh. Nhá, được diễn tả rất cụ thể qua âm thanh ạ. À. Và chúng ta thấy được rằng là tại vì sao mà chị lại nói rằng là nó được diễn tả rất là cụ thể qua âm thanh. À, đó là một cái âm thanh Mang trong đó là những cái cảm xúc Những cái cung bậc cảm xúc của con người Nghe như là oán trách Nghe như là van xin Nghe như là khiêu khích Giọng gần mà chế nhạo có thể thấy là chúng ta thấy được ở đây là một cái sự hãi hùng, là một cái sự ghê sợ Và rõ ràng là gì ạ? Tác giả đã sử dụng cái biện pháp nhân hóa, liệt kê để biến một cái dòng sông vô tri trở thành một cái sinh thể có linh hồn một cái sinh thể đang gào thét dữ dội và chính cái âm thanh của cái sự gào thét dữ dội đó đã cho bạn đọc có cái hình dung liên tưởng rõ ràng hơn về cái độ nguy hiểm của con sông đà được không ạ à? về cái độ nguy hiểm của con sông đà và sau đó thì À, tác giả đã so sánh cái âm thanh đó với cái tiếng giống của một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn giữa rừng vầu rừng tre nứa nổ lửa, đang phá tuông rừng lửa, rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu ra chảy bùm bùm. Các em ơi nói về sông mà lại dùng hình ảnh về rừng, đang tả về nước mà lại dùng lửa, chỉ có Nguyễn Tuân mới làm được điều đó thôi ạ. À rất là độc đáo và chúng ta tưởng tượng được ra một cái khung cảnh đó là rừng thì bị cháy và một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn trong cái khu rừng bị cháy đó và chúng nó không thể chạy thoát được bắt đầu là gì ạ bắt đầu là bắt đầu cháy vào những cái con trâu đó da trâu cháy bùng bùng trâu giống lên gào thét đó là một cái sự cuồng nộ và đó cũng chính là cái sự cuồng nộ của thác nước mà chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ à chúng ta có thể thấy được rằng là rõ ràng là à rõ ràng là, à, rõ, ràng là à, rõ ràng là nhà văn Nguyễn Tuân đã cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là sinh động đã cho Nguyễn Tuân thấy được một cái hình ảnh rất là sinh động phải không ạ đã cho Nguyễn Tuân thấy được một cái hình ảnh cực kỳ là sinh động nhưng mà cũng vô cùng dữ dằn của thác nước nơi đây thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhé và rõ ràng là con sông đà đã tạo ra một cái tính hủy diệt ghê gớm với âm thanh điên cuồng của thác nước trên sông đà đó các bạn sẽ chú ý nhá nếu mà vào cái đoạn này thì hay quá chúng ta tha hồ mà viết đúng không ạ có rất nhiều thứ để có thể khai thác và phân tích tha hồ mà viết nhá sau đấy thì chúng mình sẽ có trùng vi thạch trận này khi mà tìm hiểu về trùng vi thạch trận thì các em nhớ là tìm hiểu theo cái lộ trình Đó là đầu tiên là đặc điểm của đá trên sông Đà đã nhá Được chưa ạ? Đầu tiên là đặc điểm của đá trên sông Sau đó là trùng vi thạch trận, trùng vi 1 này Trùng vi 2, trùng vi 3, được không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ có Đấy là toàn bộ những gì liên quan tới vẻ đẹp Hùng vĩ hung bạo Sau đó thì chúng ta sẽ có vẻ đẹp thơ mộng trữ tình Nhá chúng ta sẽ có vẻ đẹp thơ mộng chữ tình đó nhìn từ trên cao này được không nào rồi thì khi đi từ trong rừng ra này rồi thì ngồi trên thuyền này thì cái này nó cũng sẽ tương ứng với những cái dẫn chứng mà các bạn sẽ tìm thấy ở các phân đoạn của người lái đò sông đà thôi đó ví dụ như nhìn từ trên cao thì mình sẽ có hai cái ý chính ý thứ nhất là con sông đà được so sánh với áng tóc chữ tình Thứ hai là sắc nước sông Đà. Thứ ba là một cái câu phủ định để khẳng định rằng con sông Đà chưa hề bao giờ có tên là dòng sông đen, giống như bọn gì ạ? À giống như bọn thực dân láo lếu đã gán cho, đúng không nào? Thì các bạn sẽ chú ý khi đi từ trong rừng ra thì sông Đà sẽ được ví như một cố nhân. Còn lại ngồi trên thuyền thì chúng ta sẽ thấy là hình ảnh của bờ sông đà bãi sông đà và đặc biệt thì chúng ta cũng thấy được một cái dòng suy tưởng từ quá khứ hiện tại đến tương lai để thấy rằng con sông đà trải qua rất nhiều năm tháng từ thế kỷ trước từ thời ông cha ta vốn dĩ đã đẹp và bình yên như thế và đó cũng gửi gắm một cái kỳ vọng của chính nhà văn nguyễn tuân về việc sẽ có sự phát triển hơn cho mảnh đất này được không nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha Đó sẽ là những cái nội dung mà các bạn sẽ cần phải nắm giúp chị về dòng sông đà Còn lại đối với người lái đò sông đà Khi tìm hiểu về người lái đò sông đà thì các bạn cũng sẽ tìm hiểu Đây ạ, à, đối với người lái đò sông đà ấy Thì các bạn sẽ tìm hiểu giúp chị Đó chính là chúng ta sẽ tập trung vào Đầu tiên là cái ấn tượng ban đầu Hay nói cách khác là gì ạ? À? à những cái ấn tượng ban đầu hay nói cách khác là gì là lời giới thiệu của tác giả đó lời giới thiệu của tác giả về vóc dáng này về tư chất này được chưa sau đó thì chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp của ông lái đò sông đà thông qua cái việc mà ông ấy làm để nhìn ra được những phẩm chất nơi con người này đó chính là gì ạ đó chính là phẩm chất trí dũng đó là phẩm chất gì ạ trí dũng và tài hoa nghệ sĩ bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể đan cài một cái vẻ đẹp của con người lao động một cái vẻ đẹp của con người lao động trong cuộc sống bình thường nữa đấy thì chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhé được không nào ok chưa ạ được không ạ nói chung là học về sông đà không hề khó đâu cái quan trọng là các em đã đủ tỉ mỉ để khai thác được toàn bộ những cái yếu tố, những cái dẫn chứng ở trong người lái đò sông Đà hay chưa thôi. Đấy, thế nên là và quan trọng nhất là các bạn đã biết phân tích ký hay chưa thôi. Bởi vì ký thì cũng là một cái thể loại khá là đặc biệt. Đó, chúng ta hiểu về thể loại ký này, hiểu về Nguyễn Tuân này thì không có lý do gì chúng ta lại không phân tích được thật là hay về sông Đà. Bài này rất dễ viết và đương nhiên đây cũng là một trong số những cái tác phẩm mà chúng ta phải thừa nhận là khả năng nó xuất hiện trong đề thi là rất cao. Nên là năm nay các em phải ôn tập về sông Đà thật là kỹ nhá. Lâu lắm rồi không vào sông Đà rồi. Nên là cái khả năng nó xuất hiện trong đề thi là rất cao các em nha. Đó, nên chúng mình phải chú ý các bạn nhá. Thì đây cũng sẽ là những cái nội dung được chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là chúng ta sẽ chỉ còn buổi sáng ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc 4 ngày cùng với nhau nỗ lực dậy sớm rất là biết ơn các bạn vì các em đã không để chị một mình mà vẫn có mặt ở đây để cùng lắng nghe những kiến thức mà chị chia sẻ. Được không nào? Chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật nhiều năng lượng và hy vọng rằng là các em cũng đã hiểu hơn về những cái vấn đề chính trong người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân nhá. Chị nhắc lại một lần nữa, đây thực sự là một tác phẩm rất trọng tâm của năm nay. Thế nên là các bạn nhất định phải học và nhất định phải ôn cho thật là kỹ nha. Nhất định phải học và nhất định phải ôn cho thật kỹ. Nhất định phải hiểu và phải nhớ được những cái dẫn chứng, từ đó biết cách phân tích những dẫn chứng ở trong bài tùy bút này mà chúng ta được trao đổi. Được không ạ? À? Ok chưa nào? Còn ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng tại đây để các bạn sẽ chuẩn bị đi học thôi. Chúng mình sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai trong cái buổi học cuối cùng. Được không nào? Và rất là cảm ơn các em nhé, cảm ơn các bạn vì đã chăm chỉ hôm nào cũng dậy sớm cùng với chị. Được không nào? Hẹn gặp lại các bạn trong buổi sáng ngày mai để chúng mình có thể cùng với nhau tiếp tục tìm hiểu về những cái kiến thức của môn Ngữ văn với ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Rồi ạ, à, chị cảm ơn các em, cảm ơn Quang Đạo. Xin chào, hẹn gặp lại chúng mình nhá. Tạm biệt các em.